Mẹ nó, hai thằng chó đâu rồi? Em cho chúng xuất cảnh rồi anh. Lũ ăn hại, làm cái chuyện con như vậy làm không sống nữa. Người ta nhà giàu, người ta chơi lan, nhà này có cái máy mài để kiếm cơm thôi à, không lo kiếm cơm. Em trả đi, nghe không? Thôi được rồi, em trả. Trả là được chứ gì? Hả? Gì? À, cắp sách của mẹ con. Hai biểu nó nhỏ thôi làm gì nó lớn như vậy. Nếu mà chúng tiếp tục ra tay, ác hẳn là phía sau lưng có một thế lực rất mạnh đó. Biết. Cảm ơn cậu. Chị Hương trong mặt. Chị mang ơn chú lắm. Thấy lại này, không bao giờ mang ơn cho ai đâu. Cũng già điên rồi. Tụi mày mà động tới con gái tao, tao sống chết cho tụi mày. Tao sẽ làm những gì tụi mày yêu cầu. Hãy để con gái tao yên, rõ chưa?